nữa nè bà con ơi, nữa nè. Đây người ta xỉu nè, xin xe chở đi bệnh viện không chịu chở nữa nè. Xíu nó là chết một người nữa nè. Anh em, đó. Đây, người ta xỉu sắp chết rồi mà xin xe chở đi, không ai chở đi hết rồi nè. Bây giờ cho xe chở người ta đi đi. À, xe đậu quá trời sao kêu ra chở đi. Vậy làm sao ta vô? Xe đâu? Xe đâu? Kêu nãy giờ mà không có ai. Nói chuyện đàng hoàng thì không ai nghe. Ở đây nói chuyện đàng hoàng không có ai nghe hết. Kêu cứu người trước đi. Người ta chết tới nơi, ngày hôm qua chết một người rồi. Bây giờ lu bu là chết nữa. Thôi bỏ tay đi anh em, bỏ tay đi. Không có ai làm gì hết á. Cứ đi vô cứu người trước đi. Không có làm gì mấy người. Bỏ tay đi, tụi anh em vô. Anh em hùa ra luôn rồi. Hùa ra chơi tới luôn.